Form. 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 Virtual. 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 Currency. 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 Actual. 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 Service. 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 Real. 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 System. 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 Enigmatic. 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 Transfer. 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 Transaction. 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 Database. 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 Illegal. 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 Purpose. 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 Accept. 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 Minuscule. 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 Owner. 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 Investment. 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 Wise. 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 Approach. 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 Currently. 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 Fluctuate. 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 Wildly. 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 Stable. 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 Investor. 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 Gambling. 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 Sore. 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 Bitcoins are a form of virtual currency. In other words, they are a type of money that does not exist in the actual world. However, they can be used to purchase actual products and services from real companies. The Bitcoin system was created in 2009 by an enigmatic person named Satoshi Nakamoto. In fact, no one is sure if Satoshi Nakamoto is an actual person or a group of people. Bitcoins are designed to serve as an alternative to national currencies, such as dollars and euros. They can be used to pay for things instead of cash or credit cards. When bitcoins are transferred from a buyer to a seller, the transaction is recorded in a public database. Governments are concerned that bitcoins can easily be stolen by hackers. It has dawned on them that they might be used for illegal purposes. For example, stolen goods could be purchased without the government's knowledge. Although more and more companies are beginning to accept bitcoins, the percentage of purchases made using bitcoins is minuscule compared to other online payment methods, such as credit cards. Instead, many bitcoin owners simply keep them as an investment since more valuable in the future. This may or may not be a wise approach. Currently, the value of bitcoins is fluctuating wildly. Especially when compared to highly stable national currencies, bitcoin investors are gambling on the hope that as this high-tech money becomes more widely accepted, its value will soar.
Bitcoin là một loại tiền ảo. Nói một cách khác, chúng là một loại tiền mà không tồn tại trong thế giới thực tế. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng để mua những sản phẩm thật và những cái dịch vụ từ những công ty thực sự. Hệ thống Bitcoin được tạo ra vào năm 2009 bởi một người bí ẩn tên là Satoshi Nakamoto. Trong thực tế thì không ai biết chắc rằng Satoshi Nakamoto là một người thực sự hay là một nhóm người. Bitcoin được thiết kế để phục vụ như là một sự thay thế cho tiền tệ quốc gia như là đô la và euro. Chúng có thể được sử dụng để thanh toán cho mọi thứ thay vì tiền mặt và thẻ tín dụng. Tiền mặt hoặc là thẻ tín dụng. Khi Bitcoin được chuyển từ người mua tới người bán thì giao dịch sẽ được ghi chép lại trên cơ sở dữ liệu công cộng. Chính phủ lo ngại rằng Bitcoin có thể dễ dàng bị đánh cắp bởi các tin tặc. Họ cũng biết rằng chúng có thể được sử dụng cho những mục đích bất hợp pháp. Ví dụ như những mặt hàng ăn trộm có thể được mua mà chính phủ vẫn không biết đến. Mặc dù ngày càng nhiều công ty bắt đầu chấp nhận Bitcoin, nhưng tỷ lệ mua hàng sử dụng Bitcoin thì còn rất là nhỏ so với những hình thức thanh toán trực tuyến khác như là thẻ tín dụng. Thay vào đó, nhiều chủ sở hữu Bitcoin đơn giản giữ chúng như là một hình thức đầu tư bởi vì chúng có nhiều giá trị hơn trong tương lai. Điều này có thể là một cách tiếp cận khôn ngoan hoặc có thể là không. Hiện tại thì giá trị của Bitcoin đang dao động dữ dội, đặc biệt là khi so sánh với những đồng tiền quốc gia có tính ổn định cao. Những nhà đầu tư Bitcoin đang đánh bạc với hy vọng rằng đồng tiền công nghệ cao này sẽ trở nên được chấp nhận rộng rãi và giá trị của nó sẽ tăng cao.